Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2023, hỏi Hỏi Đức do số tiền hàng tháng lần thứ tư là 500 ngàn cho chị Tiền ở Cà Mau do chị Ngọc Lâm tài trợ. Hỏi xin thay mặt cho chị Tiền xin chân thành tri ân và cảm niệm ơn đức của chị Ngọc Lâm rất là nhiều. Thương chúc chị cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi. Và chị Tiền cảm ơn chị Ngọc Lâm nha chị. Chị cảm ơn em Ngọc Lâm rất là nhiều đã giúp cho chị có một số tiền để chị uống thuốc. Chị rất là biết ơn em Ngọc Lâm.